Lexus LX700H ra mắt, bổ sung phiên bản địa hình. Mẫu SUV đầu bảng Lexus LX700H sở hữu công nghệ hybrid, đồng thời thêm phiên bản Overtail Edition mang phong cách địa hình. Nhằm hoàn thiện giải sản phẩm điện khí hóa, Lexus đã chính thức giới thiệu mẫu LX700H với sự bổ sung công nghệ hybrid cùng một số nâng cấp về hiệu năng và tiện nghi. Về mặt ngoại hình, mẫu SUV đầu bảng này có kích thước 5.111.990x11.895mm, trục cơ sở không đổi 2.850mm. Khả năng lội nước tối đa của xe đạt 700mm. Khối lượng của chiếc Lexus LX700H lên đến 2.780kg, nặng hơn khoảng 120kg so với phiên bản LX600 không trang bị công nghệ hybrid. LX700H được bổ sung một máy phát điện và ly hợp nằm ở giữa động cơ V6 Twin Turbo 3.5L và hộp số 10 cấp. Tuy nhiên, thông số cụ thể của cơ cấu này không được tiết lộ. Rất có thể thiết kế này được kế thừa từ mẫu bán tải Toyota Tundra, vốn sử dụng động cơ eFox Max có công suất tối đa 443 mã lực và mô men xoắn cực đại 790 nm. Kết hợp với hệ thống Electro Shiftmatic, công tắc Advanced Park có chức năng từ xa, cũng được bố trí ở vị trí dễ nhìn thấy ở phía trên bảng điều khiển trung tâm. Hệ thống khung gầm GAF của Lexus cũng được nâng cấp với các gối đệm mới giúp giảm rung động vào khoang lái, cũng như hệ thống treo thích ứng và hộp số phụ giúp cải thiện chất lượng vận hành trên nhiều địa hình. Về thiết kế, Lexus LX700H được trang bị gói ngoại thất sang trọng Luxury và phiên bản địa hình hầm hố Overtail Edition. Tương tự các mẫu SUV khác như GX hay NX, những thay đổi của Overtail Edition bao gồm lưới tản nhiệt và gói trang trí ngoại thất tối màu, mâm hợp kim nhôm xám nhám 18 inch với tùy chọn lốt đa địa hình, màu sơn đặc biệt Moon Desert, nội thất hai tông màu, khóa vi sai cầu trước và sau. Về mặt tiện nghi, tất cả các phiên bản Lexus LX đều được nâng cấp bảng đồng hồ Tableau kỹ thuật số 12.3 inch và tối ưu chức năng sạc không dây. Phiên bản VIP và Executive được nâng cấp hàng ghế trước với 5 chức năng massage với nhiều cấp độ và vị trí khác nhau và bổ sung nhiều công nghệ an toàn mới với gói Lexus Safety System cộng. Với công nghệ hỗ trợ lái Lexus Teammate, chiếc SUV được bổ sung chức năng hỗ trợ lái khi kẹt xe cũng như có thể đỗ xe song song và điều khiển từ xa việc di chuyển ra vào gara bằng ứng dụng điện thoại. Lexus LX700H sẽ được ra mắt tại Mỹ vào tháng 11 năm 2024. Hiện tại, Lexus đang phân phối 3 phiên bản LX600 Urban, LX600 F Sport và LX600 VIP tại Việt Nam với giá lần lượt từ 8,5 tỷ đồng, 8,75 tỷ đồng và 9,61 tỷ đồng.